cha cho con, ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trong rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắm vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình. Đón cha đi về,
hương lòng thánh nhan. Sớm hôm để lo chu toàn dương dung con cái biết theo đạo này. Xa đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội xa đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhan, bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dương dục con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hương lòng thánh nhân, bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dưỡng con cái theo đạo này. Xin cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng một lời thánh vịnh để tỏ bày niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương nghe tiếng con, dám xin Chúa lắng tai nghe nhóm lời con van nài. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con khẩn khoan này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là ông Giuse mà Chúa đã chuyển ra cõi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các anh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và mưu dề ông. Lạy Chúa, xin xoa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa và đến ngày trong đai được phục sinh và ân thương. Xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thanh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thư tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vinh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin
cho linh hồn du xe được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn du xe. Tiếp người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về, vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, tiếc nhớ và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa là cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng uy an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biên chung từ đâu chỉ của sự biệt ly tang tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ uy an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt đã thay đổi lại thấy tương lai. Trong kiếp này này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có vui buồn, chẳng có hờn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày còn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Làm lớp áo quần, anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xinh xắn, được coi như ngôi nhà cho các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hợp lời cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho ông lưu xe được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này. Để thân xác tôi tớ Chúa là ông Giuse được yên nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sông lai và về hương tôn nhan Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn. Vì lời con đeo găng biết bao đau thương, và gian nan cay đắng bước trên con đường. Nhân nhân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu nguyện cho bố con là linh hồn Giuse. Vậy con xin Chúa cũng tất cả Giuse Đức Mẹ ban phù hộ cho cha được nhiều sức khỏe và quý vị được nhiều
sức khỏe. Chúa ban cho cha và quý vị được nhiều sức khỏe. Gia đình con xin cảm ơn. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi đâu bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha sâu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con,
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Thưa gia đình cao quý, được tin ông Giuse được Chúa gọi về, chúng tôi thay mặt ban hành giáo giáo xứ Thăng Bình và ban điều hành các giáo họ đến để chia sẻ những nỗi đau mất mát to lớn của người thân trong gia đình. Sự ra đi của ông Giuse để lại muôn vàn tiếng thương cho gia đình và con cháu. Giờ đây chúng tôi cũng chẳng biết lấy gì hơn, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa lấy lòng nhân từ mà tha thứ cho linh hồn ông Giuse và sớm đưa linh hồn ông Giuse về được hưởng nhan thánh Chúa. Nhân đây chúng tôi cũng gửi đến phần phúng điếu của giáo nhân giáo xứ Thanh Bình và toàn thể nhân dân ấp Hương Long. Xin Chúa nghe lời chúng con thành cầu mà đưa linh hồn Giuse qua chốn lâu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tánh lửa hồng đớn đau vô cùng đớn đau.
trong chiều tiền kế mưu sinh, lời ca tiếng hát phút bay cao, dù bao xa khó vẫn không nào như kiếp con tâm mãi còn vương tơ. Cha đã cho con suốt cả cuộc đời ân tình sâu trong lời dạy quyền, lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ấm áp vô biên, cho con lẽ sống giữa miền trần một đời phù hợp.
một đời phù sa. Chân thận thờ
nay con còn đâu. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha ân tình ghi sâu một đời. Thời gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ về cha. Thank you.
dương mênh mông. Tình cha yêu thương càng cao hơn núi Keo Sơn ngàn trùng. Giờ này cha ra đi, ở bên Chúa cha thật phúc nhàn. Còn đàn con cô đơn đang thương nhớ mong chờ đợi cha. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hàng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hàng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa. Hãy
nguyện Chúa ban phúc cho người. Này cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người. Này cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha.
theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Nghi thức đồng quan giờ đây nhắc chúng ta nhớ rằng ông Giuse đã rời ngôi nhà trần gian để về ngôi nhà vĩnh cửu đời đời, đã lìa bỏ thân nhân gia đình để về với ba ngôi Thiên Chúa. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng linh hồn Giuse trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa toàn năng. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu cảm hòa ân quan để người đã đi về bên bờ yêu thương. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Giuse từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau buồn tiếc thương. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của ông Giuse. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như những người bị mất mát hay những kẻ chỉ nuối tiếc chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn đầy hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa là đứng hàng sông và hiền chỉ muôn đời. Amen. Chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân, giờ này xa đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này xa đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, sáng thân phận hèn, thân con yêu đuối Chúa ơi. Từng ngày lầm than gặp bao sóng gió, giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tôi đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Thank you.
xin cho mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời, xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa chân thế, xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm tôi hãy chung tùng Chúa.
Thầy ở đâu thì người cùng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai cùng sự Thầy, Cha tôn vinh người ấy. Bây giờ có một Thầy sao xuyến và biết nói gì. Đại Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chỉ vì giờ này mà con ra đến. Đại Cha xin hãy tôn vinh danh Cha. Đó là lời Chúa. Mà về cùng Chúa là một hạnh phúc muôn đời. Đừng quan cầu xin nhờ
suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa, mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta bóng con người. Chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta tin tưởng thần cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài người anh em của chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu kém sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và vọng hàm chư thánh, và xin cho linh hồn người anh em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì mục tử nhân lành pháp trên vai, người anh em này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Vậy lạy Chúa xin thương xót lắng nghe lời chúng con cầu cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống với dùng lời lẽ đi mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thanh. Xin thương nhận người anh em chúng con vào sổ các thánh và những người Chúa cho. Trên trời chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở như thế tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tin hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Và cho ân sáng ngàn thu chiếu soi xin linh hồn Giuse. Lòng kính cha tam tôn, phó sứ giáo sư Thanh Bình, kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn dân Chúa,
Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cha Đa Minh Chánh Sứ, cha An Tôn Phó Sứ, quý vị thuộc các cộng đoàn nhà giàu tại giáo xứ Thanh Bình, quý ban hành giáo, ban điều hành giáo họ Mẹ Thiên Chúa thuộc giáo xứ Thanh Bình, chính quyền địa ấp Hưng Long, quý ban giám đốc và tổ dịch vụ trung tâm nghiên cứu Hưng Lộc, hội người cao tuổi ấp Hưng Long, quý hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ Thanh Bình, quý ban giám đốc và tổ bảo vệ công ty về dép Hưng Đạt, quý gia đình thông gia, quý họ hàng thân tộc nội ngoại trong và ngoài nước, quý bà con láng giềng cùng bạn bè, quý thân hữu từng xa. Gia đình chúng con xin tri ân quý cha, quý dì và toàn thể quý vị đã đến chia buồn, phúng viếng và cầu nguyện cho người thân của chúng con là ông Du Xe Nguyễn Văn Tắc, là cha, là ông, là cố của gia đình chúng con đã được Chúa gọi về vào lúc 5:30 13 tháng 1 năm 2010 nhằm ngày 8 tháng 12 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 84 tuổi. Đặc biệt hôm nay chúng con lại được quý cha đến thánh lễ cho ông Giuse được tham dự lần sau cuối, và giờ đây lại được cha An Tôn cử hành nghi thức an táng tại nghĩa trang, cũng như được quý vị để đưa linh hồn của người thân chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng của nơi đất thánh này. Kính thưa quý vị, xin ký tự quy, con người có sinh ắt phải có tử, đó là quy luật của tạo hóa mà mỗi người trong chúng ta ai cũng phải đón nhận. Nhưng với sự ra đi của linh hồn Giuse của chúng con là một mất mát lớn đối với gia đình chúng con. Sự thiếu vắng vĩnh viễn này dường như là sự vô hạn, nhưng quý vị đã bù đắp vào khoảng trống đó, làm vơi đi nỗi buồn của gia đình chúng con, được nhận rất nhiều tình thương của quý cha, quý dì và quý vị đến cầu nguyện, thăm viếng, an ủi, chia sẻ nỗi đau buồn này. Gia đình chúng con xin chân thành tri ân. Kính thưa quý cộng đoàn, trong cuộc sống đời thường, linh hồn Giuse của chúng con chắc chắn có nhiều điều thiếu sót làm cho quý vị buồn phiền. Nhân đây, trước khi bên biệt người thân của chúng con, kính mong quý vị được thứ bỏ qua để cho người thân của chúng con được thanh thản ra đi. Xin quý cha, quý chị và tất cả quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giuse của chúng con sớm được nơi nhan thánh Chúa trong cõi vĩnh hằng. Trong những lúc tổ chức tang lễ, chắc chắn gia đình chúng con có những điều thiếu sót, quý mong quý vị niềm tình tha thứ. Sau cùng, lời cầu nguyện của chúng quý ông bà, anh chị em, quý cha, quý dì và tất cả cộng đoàn là lời tri ân của chúng con dâng lên Thiên Chúa. Xin tiếp tục thương của chúng con đến gia đình chúng con nguyện ơn cơ chia sẻ những tình yêu thương đó và tiếp tục cầu nguyện cho gia đình chúng con, gia đình tan gia chúng con đồng lòng bái lạy.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều mực nào xóa bỏ không.